À có rồi, có rồi. Không tháo ra là khỏe rồi. Đồ ok rồi, em ân rạch đó thì chị rạch nhưng vẫn có sẹo đó, nhưng mà chị bảo đảm là không ảnh hưởng gì tới mắt em, có theo do cái đường chỉ nó vô. Đúng rồi chị nói đó, như chị nói đó, chị sơ sơ là chị không học về đó, nhưng mà chị sơ sơ là chị biết rồi, vì chị cũng đã tự tự rồi để thôi hết bình thường. Nó cười đến đâu điếng luôn á, lâu lâu bị giật nữa kìa, giật cơ đau chứ bị ai giật cái vai chị á. Nó làm chị này không khéo, ví dụ làm nhiều á mà siết cơ sai là méo mặt á. Mà do em á khoảng tầm khoảng thời gian nữa thấy á, bình thường tan ra là nhả cơ ra bình thường, thấy lo rồi gì nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, chỉ có lần viêm gây ấy mắt mình nặng nặng này nè chứ em nhỏ thuốc nó thêm vô đi cho nó đỡ. Cái bình đó em giữ chưa, giữ em nhỏ đi, có nhỏ hơn ngày này, có nhỏ hơn. Nhỏ thì đỡ hả? Với lại mấy cái này cũng liên quan tới người mình yếu đau lắm cũng bị sưng luôn, như filler đó đó. Chị nhận được hàng rồi, xí người ta rảnh là túi người ta chích. Chết rồi. Cười sợ mắc sợ thì đấy chứ, nhưng mà chỉ cái dòng đó với lại tiêm chỗ tiêm từ từ xí 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 một nên vội vàng nguy hiểm. Ai mà em nghĩ à đẹp đúng không, để chị tiêm lần hai cho bên đây da đúng đẹp rồi đó. Da chị cũng đỡ rồi nè. Em thấy da chị nè cũng đỡ rồi. Chịu được không em? Giỏi đây là ok rồi. Chị Loan đóng chi mà mới đông quá xỉu, chào ơi mà nó đông người ta xỉ la la như chị Loan la hẳn mỏi gì thế. Ở nhà như thế có thể gọi mà cả chị sớ đông quá xỉ hẳn cho u đã vậy sờ bá la chị Loan la hẳn mỏi chờ biết rồi à. Biết rồi đi làm phải ráng chịu thôi chứ không lẽ vậy nha, lại có lẽ chồng của công minh vậy sợ nó thì miền kìa bạn. Có nhiều khi chị mình không biết nặng à, mất công viêm lên sưng lên. Không phải như cô mình mà nhìn khó chịu quá à, chỉ thôi biết không, cái mong có thể có cái miền được được rồi cái này à. Như cô đâu có việc đâu, nó có đùng cái lời u sao là cái miền quá làm ghê. Ông lớn rồi mà phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, cái mặt tiền quan trọng, đi làm gì hoặc là gì giờ trừ nó cũng liên quan tới ngoại hình xíu, đi chơi đi đồ cũng đứa chứ. Mà từ tôi nghĩ là người mới nào phải vì chị lắm hả?
tùy à. Có cơ thể từ đứa, có đứa cơ thể bị trong máu à. Câu này là không trong máu là chịu người không máu nóng chịu à, chứ không phải là liên quan gì tới ấy đâu à. Chẳng là dạy thi, dạy thi chứ được gọi chứ được không hả? Dạy thi nó liên quan đâu chị. Có đứa dạy thi nó đâu có bị gì đâu. Tiếng dạy thi uống được cái nhiều. Uống nước nhiều cũng cũng tốt vì ông với lại ông cô nên đừng có để mập nữa nghe. Ri là cũng hơi mập rồi đó. Nói chung là đang cái đà phát triển nên này là cố gắng. Đang tí đó chị. Đúng rồi, phải đang phải nói. Tại vì hắn cái tuổi này mà lỡ mập quá là tội hắn sau này. Sau này là ấy là tội lắm. Phải tập cho người mình săn lại là ăn chế độ. Nhưng mà đừng có uống cái gì liên quan tới tập nghe. Tại vì nó sợ gây ra mụn nhiều. Uống mà săn cơ rồi là đừng uống nghe. Đừng uống mà được véo rồi. À đúng rồi, uống cái đó là nó nổi mụn kinh sinh dị lắm đó. Chù chà chà ơi. Vì mà đừng uống cho kín uống. À, uống xong chắc banh luôn á chị. Ờ, rồi hát rồi thôi. Mấy thôi. Hay đó. Mà đừng biết tí nữa nữa mới chứa nhầm mua đó chứ. Đúng rồi, mua uống là chết luôn. À. Nhiều đứa qua chữa mệt lắm, chữa cực lắm. Hiện là mình chứa đụng mực gió. Không thì... phải là hắn nổi ở mặt đâu. Được cả người. Nổi cả lưng, cả ngực, trời ơi, cả tay luôn. Với phần tay luôn. Nổi kinh lắm. Trời ơi, mấy người kia nổi là em sản luôn á. Nổi mà qua chữa mà thấy tội họ luôn á. Nhìn gớm lắm. Chứ không phải bình thường. Hắn nấu kiểu kia, hắn nấu chi á, hắn nấu kiểu chi á, không phải ra cầu mụn như ra dần dễ này. Hắn nấu nước thấy gớm mà. Ví dụ cơ thể mà không mụn á, uống mụn được. Mình có mụn cười bớt. Dạ, không có mụn là đụng cái là hắn lây mụn. À. Em như kinh nghiệm về mấy chi với mấy cái đồ yêu mụn là thôi. Vọc không biết bao nhiêu rồi. Nó chứ lan chập mình kinh nghiệm đó hả? Kinh nghiệm nhiều cái chứ không phải riêng chi mà mình mụn là vậy nghĩ đi. Nằm trong này răng mà tan được. Không có bâu gì hết trơn. Bâu cũng bao giờ hết. Phải lái ra rồi mới bâu được. Đúng rồi. Chính xác. Bữa ngoài chứ đừng có bố trống đâu. Bâu á là để làm chi ngăn chặn không có mụn mới lên thôi. Chứ mụn cũ thì răng tan được chi. Có nhiều người suy nghĩ là bâu thuốc thôi. Bây giờ bố phỉ bố ăn trực ra ngoài chứ làm chi đâu bôi hắn cũng không thể nào không tan được không tan này thì da mình chắc cũng đi lung đó là em nói ví dụ nhé. Cầu mụn không ẩn nhiều hả em ẩn nhiều đi bên em là em bôi phỉ nào chân coi về chân ngoài xỉn cho bạn biết đó chân dài quá cả mấy máy luôn chị mình tạm chị lo cao gớm này mà dám căng nữa thành công nữa ngon lành hết mụn nữa quá xuất sắc lo sợ mụn nó có bạn gái đó chị lắm kìa phải bạn gái mặc đồ chi ít bữa nữa đi chơi đi đồ đi ngoài đường đồ mất tự tin với lại đi ngoài đường người ta quỡ hà miên hoa miên mập miên mũi hoa hết nổi như ít hoa nổi cho nó ngược lo đi lại họ quỡ bây giờ cái cảm giác của hắn là không tự tin khi mà đi ra cái là, cái cảm giác là giống như ai nhìn vô cái mặt mình á nhìn vô mấy cục mụn của mình á tại vì em là cái người đã bị mụn rồi em biết ôi trời mệt mỏi lắm nó đi điều trị mụn mà ta nói khổ quá cái tự trị cho mình luôn ghét quá trị hoài đâu cũng không thấy tự trị luôn tự chạy tự thành nghề luôn cái mặt em dạy cho em làm nghề này luôn chứ ừ. Đâu ai làm thầy em đâu em làm thầy họ thôi em là làm nghề chứ gì biết không hồi xưa là làm nail với lại làm tóc á là gội đầu đồ á mà gội đầu gì biết rồi khách vô nằm một cái là em mà thấy mụn là em chịu không được quất liền luôn năng nỉ nặng nặng không đồng nặng không đồng sao nên nặng giỏi rồi cái hậu quả nặng nỉ mình cái mình chuyển qua mình lấy tiền lấy 10.000 thời xưa mà chị thời cách đây mười mấy năm mà hồi nó gậu đào 4.000 bạc mà do em ghiền nặng mi
nặng mụn á, cũng có cái mê quá. Nó chứ cũng như tiền Sapa, chứ làm nó đâu có tâm huyết. Sapa, Sapa thì trừ là cũng tùy, nói chung cũng có Sapa làm được, làm không. Có dư người làm có lo, ví dụ 10 lấy 5 để lần khác đi đâu rồi. Họ làm không nhiệt tình. Sạc nhà cô có Sapa thì con thả nữa, nhưng làm vẫn có tâm huyết. Sapa chị hai.